Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Phong Hướng nha. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Vâng, nói đến táo khuyết là nghĩ ngay đến chiếc iPhone. Vậy các bạn đã có, chưa có, đã sử dụng nhiều năm hay là mới tậu về một em nó thì kiến thức về nó chưa bao giờ là đủ cả. Chính vì lẽ đó hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cái kiến thức nhỏ nhỏ, một số cái thủ thuật để từ đó các bạn bổ sung vào những cái kiến thức còn thiếu đối với những ai đang sở hữu và yêu mến đến nó. Thứ nhất là về nguồn gốc, chắc chắn rồi, khi muốn tậu về một em nó thì chắc chắn các bạn cần phải biết gốc gác của nó được phân phối ở thị trường nào. Đối với những ai mua hàng phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam thì chắc chắn vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Nhưng đối với những bạn muốn mua một chiếc iPhone xách tay hay là hàng 99% chẳng hạn thì điều đó rất quan trọng các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì táo khuyết nó quy định rất rõ cho các cái thị trường quốc gia khác nhau thì sẽ có các cái mã định danh khác nhau. Ví dụ như iPhone phân phối tại thị trường Trung Quốc thì có mã CH-A các bạn nhé. Các cái dòng iPhone này thì có những cái tính năng hạn chế, ví dụ như không gọi được FaceTime này. Đối với các cái dòng iPhone phân phối tại thị trường Nhật Bản là mã G hay là mã HK tại Hàn Quốc thì không tắt được âm thanh trong camera. Và cách kiểm tra nó thì chúng ta sẽ làm như sau. Từ màn hình chính, chúng ta vào và cài đặt, kéo xuống, cài đặt chung, nhập vào giới thiệu. Và các bạn để ý cho mình cái hàng số máy ở phần đuôi của nó, như đây là LL-A là quy định phân phối tại thị trường của Mỹ các bạn nhé. Ở Việt Nam là VN-A, còn Trung Quốc là CH-A, còn Nhật là RI-A. Các bạn muốn tham khảo thêm thì hãy vào phần mô tả có link chi tiết để các bạn tham khảo nhiều hơn. Vấn đề thứ hai đấy là hiệu năng hoạt động pin. Thì táo khuyết luôn là số 1 nhưng pin thì chưa bao giờ là số 1 các bạn ạ. Chính vì vậy các bạn cần phải có một số tùy biến trong cài đặt để từ đó cải thiện hiệu năng hoạt động của chiếc iPhone của mình các bạn nhé. Cách tiến hành chúng ta sẽ làm như sau. Từ màn hình chính chúng ta vào mục cài đặt, kéo xuống mục trợ năng. Chúng ta dịch đến mục chuyển động. Chúng ta bật giảm chuyển động lên và tắt hai cái mục tự phát hiện tin nhắn và tự phát video. Sau đó chúng ta trở ra mục cài đặt, kéo xuống mục quyền riêng tư, các bạn di chuyển đến mục là dịch vụ định vị. Sau đó các bạn kéo xuống cái mục dịch vụ hệ thống và sau đó các bạn tắt một số cái tính năng bật định vị không cần thiết cho các cái ứng dụng không quan trọng các bạn nhé. Đặc biệt là các bạn tắt các cái mục trong phần là cải tiến sản phẩm đi. Sau đó chúng ta trở về màn hình chính. Như vậy là chúng ta đã cải thiện khá nhiều về hiệu năng hoạt động pin của nó rồi đấy các bạn ạ. Vấn đề thứ ba đó là tình trạng pin. Thì đối với những ai mới tậu với một em còn nguyên cell thì vấn đề này không còn phải quan trọng nữa. Nhưng đối với những bạn mà muốn mua hoặc muốn sở hữu một em hàng 99% thì vấn đề này là rất quan trọng các bạn nhé. Bởi vì tình trạng pin nói lên cái thời lượng hoạt động của nó như thế nào. Thì cách kiểm tra tình trạng pin như sau. Từ màn hình chính thì các bạn vào mục cài đặt và dịch chuyển xuống cái mục pin. Và chúng ta dịch chuyển xuống là tình trạng pin. Thì lúc này là trên màn hình chúng ta là xuất hiện là tình trạng pin đối với chiếc iPhone này là 80% các bạn nhé. Đối với những ai mua hàng xách tay hàng 99% mà dung lượng pin còn 100% chắc chắn là pin đó đã thay rồi các bạn ạ. Và khi đã thay pin thì chắc chắn các bạn biết rồi. Chiếc iPhone chúng ta không còn nguyên zin nữa đâu và nó đã hư ra rồi đấy. Vấn đề thứ tư đó là vấn đề cải thiện hiệu năng cho là quá trình bắt tín hiệu wifi của mình. Thì đây là cũng một nỗi khổ đối với những ai thường xuyên phải sử dụng các cái dịch vụ online, các dịch vụ mạng trực tuyến internet các bạn nhé.
thì cách là cải thiện hiệu năng của nó chúng ta phải làm như sau. Từ màn hình chính chúng ta vào mục cài đặt và dịch chuyển xuống mục Wi-Fi. Thì trên màn hình chúng ta thì đối với chiếc iPhone này tôi đã kết nối Wi-Fi cho nó. Thì cách tối ưu nó thì chúng ta nhấp vào chữ Y phía sau của cái biểu tượng Wi-Fi và chúng ta kéo xuống và chọn cái mục DNS và chúng ta tích vào cái mục thủ công. Sau đó chúng ta xóa hai cái máy chủ có sẵn này đi và chúng ta nhấp vào cái dấu cộng thêm máy chủ và chúng ta gõ vào đó là 8.8.8.8. Chúng ta nhấp tiếp vào dấu cộng và chúng ta gõ 8.8.4.4 và chúng ta nhập vào lưu. Sau đó trở về màn hình chính và lúc này là chúng ta tiến hành khai thác mạng và chắc chắn rồi, nó đã cải thiện đến hiệu năng tín hiệu Wi-Fi rất nhiều rồi các bạn ạ. Vấn đề thứ năm đó là tùy biến nút home ảo. Thì chắc chắn rồi, ai cũng mong muốn trên nút home ảo của mình có những cái menu điều khiển cực kỳ tiện ích thuận lợi cho mình trong quá trình sử dụng. Đó là một điều mong muốn của tất cả mọi người khi sử dụng chiếc iPhone. Thì cách tùy biến nó như sau. Từ màn hình chính chúng ta vào mục cài đặt và di chuyển xuống chọn đến mục trợ năng và chúng ta kéo xuống mục cảm ứng. Sau đó chúng ta kích hoạt cái chức năng bật nút home ảo và vào cái mục tùy chỉnh menu điều khiển và để thêm cả cái nút menu thì chúng ta có thể là bấm vào cộng và để giảm thì chúng ta bấm vào cái nút trừ. Thông thường thì mình chỉ có làm 4 cái nút menu điều khiển thôi các bạn ạ. Và đối với bên phải thì mình sẽ gắn cho nó một cái lần, ví dụ như là chụp màn hình. Sau khi gắn xong ta bấm xong. Phía bên dưới thì chúng ta chọn mục bộ chuyển đổi ứng dụng. Và phía bên trên thì mình gắn cho nó là khóa màn hình. Chúng ta bấm xong. Còn phía bên tay trái thì chúng ta gắn cho nó là màn hình chính. Vâng, như vậy là chúng ta đã tùy biến xong nút home ảo của mình. Cực kỳ tiện lợi, có phải không các bạn? Vấn đề thứ 6 đó là chúng ta có thể bổ sung các cái tính năng cơ bản hữu dụng vào trong cái mục vào trong cái bảng trung tâm điều khiển để chúng ta có thể thuận tiện trong cái việc sử dụng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Và đây chính là cái bảng trung tâm điều khiển và chúng ta có thể bổ sung các cái tiện ích vào cái bảng này. Thì tùy theo phiên bản, các bạn có thể vuốt từ dưới lên hoặc trên xuống. Cách làm thì chúng ta vào cài đặt, các bạn kéo lên và di chuyển đến mục trung tâm điều khiển. Và chúng ta kéo lên và các bạn để ý trong cái mục điều khiển khác thì có rất nhiều cái tiện ích để cho chúng ta bổ sung. Nếu chúng ta muốn bổ sung các cái tiện ích nào vào cái trung tâm điều khiển thì các bạn chỉ việc nhấp vào dấu cộng ở đằng trước tiện ích đó. Vâng, như vậy là mình đã bổ sung một số cái tiện ích, ví dụ như máy tính này, kính lúp này, ghi âm này cho cái trung tâm điều khiển của chiếc iPhone này. Vấn đề thứ 7 đó là vấn đề cài đặt cho chiếc camera của mình. Thì đây là một cái vấn đề cũng rất nhiều bạn bỏ quên. Đối với các cái dòng iPhone thì có tính năng quay camera rất đẹp các bạn ạ. Và các cái độ phân giải khác nhau tùy cho mình lựa chọn. Thì cách tiến hành chúng ta sẽ làm như sau. Thì từ mục cài đặt chúng ta di chuyển ở xuống cái mục camera
Và như chúng ta thấy trên màn hình thì hàng đầu tiên là có định dạng, hàng thứ hai là quay video. Đối với chiếc iPhone này thì có thể quay được video, độ phân giải là 4K 30 frame các bạn nhé. Và sau đó mình sẽ dịch xuống cái mục 4K 30 frame và tích vào. Đối với mục quay chậm thì mình sẽ chọn là 1080 120 frame các bạn nhé, có nghĩa là Full HD 120 frame đấy. Vâng, video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn khi xem các cái video của mình. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để mọi người được biết đến nhiều hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.